101 công thức làm sữa hạt thơm ngon cùng máy làm sữa hạt nhà Be. Phần 22. Các bác cần chuẩn bị 50g cải cầu vồng, 50g hạt sen và 40g quả óc chó. Với công thức sữa hạt cải cầu vồng này, các bác hãy bỏ hạt óc chó, hạt sen, 1g muối và 1 lít nước vào để nấu trước nhé. Giờ thì đậy nắp và khóa nắp thật chặt. Sau đó chọn chế độ nấu sữa hạt trong vòng 30 phút cùng máy làm sữa hạt nhà Be nha. Ở 10 phút cuối các bác nhớ cho thêm cải cầu vồng vào. Nhớ là chỉ mở phần nắp nhỏ này và cho rau vào thôi nha. Các bác cũng nhớ lưu ý phần hơi nước nóng ở trên đầu nắp nhé. Sữa hạt với cải cầu vồng, óc chó, hạt sen là công thức cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng, chống lão hóa, giữ ẩm cho làn da và cải thiện cả hệ tiêu hóa nữa đó. Mặc dù là nấu cùng với rau cải nhưng mà thành phẩm hoàn thiện rất ngậy thơm mùi óc chó nha. Các bác có thể thêm một ít đường phèn để dễ uống hơn. Với công thức này các bác mà sợ ăn rau hoặc là có mùi rau thì hoàn toàn có thể uống được nha. Vì sữa sẽ rất thơm, ngậy mùi của mùi óc chó và hạt sen và rất dễ uống. Lưu lại ngay công thức này để bổ sung dưỡng chất cho gia đình và cả bản thân nữa nha.